Cô chào tất cả các em. Trong giờ học hôm nay, cô sẽ giúp các bạn ôn tập những kiến thức tiếng Việt của học kỳ 2 lớp 9. Tiết 120, ôn tập tiếng Việt. Trong phần tiếng Việt học kỳ 2 lớp 9, các bạn nắm vững cho cô những kiến thức trọng tâm sau. Một là thành phần khởi ngữ và các thành phần biệt lập. Trước tiên, các bạn nhớ lại cho cô về lý thuyết. Chúng ta ôn lại khởi ngữ là gì? Chúng ta nắm được đặc điểm của khởi ngữ và công dụng để mình có thể nhận biết được khởi ngữ trong câu nha các bạn. Khởi ngữ là thành phần câu đứng trước chủ ngữ. Và trước khởi ngữ thường có các quan hệ từ như về, đối với, với, còn, vân vân. Công dụng của khởi ngữ là để nêu lên đề tài được nói đến trong câu. Như vậy, các bạn nắm vững kiến thức lý thuyết để có thể nhận diện được khởi ngữ ở trong câu. Thứ hai là thành phần biệt lập. Tên gọi thành phần biệt lập là để chỉ thành phần này là thành phần phụ, không tham gia vào việc biểu đạt nghĩa sự việc của câu nha các em. Các bạn nhớ cho cô bốn thành phần biệt lập. Đó là thành phần tình thái, thành phần cảm thán, thành phần gọi đáp và thành phần phụ chú. Bạn phải nắm khái niệm của từng thành phần để chúng ta nhận biết được gọi đúng tên của thành phần ở trong câu. Thành phần tình thái là thành phần dùng để thể hiện cách nhìn của người nói đối với sự việc được nói đến trong câu. Và thông thường, thành phần tình thái được thể hiện bằng những từ ngữ như có lẽ, hình như, dường như, chắc, chắc là, chắc chắn, vân vân. Thành phần thứ hai, thành phần cảm thán. Thành phần này dùng để bộc lộ tâm lý của người nói. Có thể là vui, buồn, mừng, giận và thường thể hiện bằng những từ ngữ như ôi, a, than ôi, trời ơi, vân vân. Thành phần thứ ba, thành phần gọi đáp. Thành phần này dùng để tạo lập, duy trì cuộc thoại trong giao tiếp. Dùng để gọi, chúng ta có thể sử dụng những từ như này, ơi, hoặc dùng để đáp, có thể là vâng, dạ, thưa. Khi chúng ta gọi tên thì các em gọi là thành phần gọi đáp, chứ không gọi là thành phần gọi hay thành phần đáp nha các em. Thành phần cuối cùng đó là thành phần phụ chú, dùng để bổ sung chi tiết cho nội dung chính của câu. Và dấu hiệu để các em nhận biết thành phần phụ chú trong câu đó là thành phần này thường được đặt nằm giữa hai dấu gạch ngang, hai dấu phẩy, giữa một dấu gạch ngang và một dấu phẩy, nằm giữa hai dấu ngoặc đơn hoặc đằng sau dấu hai chấm. Vừa rồi cô vừa nhắc lại kiến thức lý thuyết về thành phần khởi ngữ và thành phần biệt lập. Các bạn phải nắm vững lý thuyết thì chúng ta mới có thể vận dụng để làm bài luyện tập. Dạng bài luyện tập có thể là có dạng thứ nhất là chúng ta nhận biết thành phần trong câu, đó là thành phần khởi ngữ hay là thành phần biệt lập nào. Các em làm bài tập 1 trang 109 trong sách giáo khoa ngữ văn 9. Bài tập 1, hãy cho biết mỗi từ ngữ in đậm trong các đoạn trích sau đây là thành phần gì trong câu. Ở đây cô có 4 bài tập. Các bạn chú ý cho cô đọc kỹ đề. Quan sát những từ ngữ in đậm. Sau đó, chúng ta nhận biết nó là thành phần gì của câu nha các em. Câu A, từ in đậm là xây cái lăng ấy. Trong câu B là dường như. Câu C, những người con gái sắp xa ta, biết không bao giờ gặp lại ta nữa hay nhìn ta như vậy. Câu D, thưa ông, và vất vả quá.
Các em vận dụng kiến thức lý thuyết cô vừa nhắc lại, chúng ta dễ dàng nhận biết được từ ngữ xây cái lăng ấy. Cụm từ này các bạn thấy đứng trước chủ ngữ trong câu. Chủ ngữ là cả làng đúng không các em? Vậy thì xây cái lăng ấy là thành phần đứng trước chủ ngữ và nó nêu lên đề tài được nói đến ở trong câu. Như vậy đây chính là khởi ngữ. Các bạn lưu ý cho cô. Trong trường hợp này, trước khởi ngữ không có quan hệ từ nha các em. Không phải trường hợp nào cũng có quan hệ từ đứng trước đâu. Trong câu B, dường như là thành phần tình thái. Đúng không các em? Bởi vì nó thể hiện cái cách nhìn của người nói. Mức độ tin cậy ở đây là không cao lắm. Cho nên là dùng dường như. Câu C, phần in đậm dùng để bổ sung thêm chi tiết cho nội dung đứng trước. Cô nhìn thẳng vào mắt anh. Những người con gái sắp xa ta, biết không bao giờ gặp lại ta nữa, hay nhìn ta như vậy. Phần in đậm này bổ sung cho phần đằng trước nó. Đó là vì sao cô gái lại nhìn thẳng vào mắt của anh thanh niên, đúng không các em? Như vậy thành phần gì các bạn? Thành phần phụ chú. Trong câu D, thưa ông, thành phần gì các bạn? À, ở đây chúng ta dễ dàng nhận thấy đó là thành phần gọi đáp. Vất vả quá, biểu lộ cái cảm xúc, đúng không các em? Đó là thành phần cảm thán. Như vậy ở bài tập 1, các bạn lưu ý cho cô. Khi chúng ta làm bài, chú ý kỹ năng trình bày. Một, các bạn phải gọi được tên nó là thành phần gì. Thứ hai, các bạn phải chỉ ra được từ ngữ nào trong câu là thành phần đó. Cô ví dụ, cách làm thứ nhất, các bạn có thể gạch chân thành phần, sau rồi ghi ra tên của thành phần ấy. Hoặc các bạn có thể trình bày theo cái cách thông thường khi mà mình làm bài kiểm tra. Ví dụ, thành phần khởi ngữ, 2 chấm, xây cái lăng ấy. Ở thành phần biệt lập, các bạn lưu ý cho cô. Khi gọi thành phần biệt lập thì nó là tên gọi chung. Còn khi mình làm bài, mình xác định thành phần biệt lập ở trong câu, thì mình phải gọi tên nó là thành phần gì? Một trong bốn cái thành phần mình vừa ôn tập. Mình phải gọi tên là thành phần tình thái, hay phụ chú, hay gọi đáp, hay cảm thán. Còn nếu các bạn nêu thành phần biệt lập, nêu chung chung như vậy, thì bài làm của mình không đạt yêu cầu nha các bạn. Một điểm nữa các bạn lưu ý là khi mình nêu tên thành phần thì phải trích ra từ ngữ minh chứng thì mới đạt yêu cầu. Như vậy với bài tập 1, các bạn chú ý cho cô kỹ năng làm bài. Đó là những cái cô vừa lưu ý các bạn. Đây là bản tổng kết cô ghi lại qua bài tập 1. Các em nhìn vào đây cho chúng ta dễ ghi nhớ bài học. Rồi, cái dạng bài tập thứ hai đó là dạng bài tập vận dụng. Đặt câu có sử dụng thành phần mà chúng ta vừa ôn tập đấy. Thì với cái dạng bài tập này, các bạn lưu ý thường. Cô đưa một ví dụ để các em dễ hình dung nha. Ví dụ đặt một câu nói về việc học, trong đó có sử dụng một thành phần khởi ngữ hoặc là một thành phần biệt lập và chỉ ra thành phần ấy. Với yêu cầu đề như thế này thì các bạn chú ý cho cô. Thứ nhất là đặt một câu nói về việc học, mình đọc kỹ đề, xem đề yêu cầu nội dung của câu mình đặt là nói về điều gì. Thứ hai là trong câu có sử dụng thành phần nào. Giả sử cô đặt câu thế này: đối với tôi, việc học là quan trọng. Trong câu cô vừa đặt, các bạn nhận thấy cô sử dụng thành phần gì các em? Cô sử dụng thành phần khởi ngữ. Đối với tôi thì tôi là khởi ngữ, còn đối với là quan hệ từ đứng trước khởi ngữ. Câu mà cô vừa đặt có nội dung nói về việc học, như vậy đáp ứng yêu cầu về nội dung.
Thứ hai, cô có sử dụng thành phần khởi ngữ trong câu. Và thứ ba, cô đã chỉ ra đó là thành phần gì. Các bạn có thể trình bày giống như cô, gạch chân rồi ghi ra tên thành phần, hoặc mình có thể ghi thành phần khởi ngữ, hai chấm, tôi. Cô lưu ý, một số bạn ghi là thành phần khởi ngữ đối với. Nếu bạn ghi như vậy thì không đạt yêu cầu nha các bạn. Bởi vì đối với không phải là thành phần khởi ngữ, mà nó là quan hệ từ đứng trước khởi ngữ. Cô có một cái ví dụ thứ hai. Cô đặt một cái câu thứ hai. Tôi đã rất cố gắng nên chắc sẽ đạt kết quả cao trong năm học này. Trong câu này, cô cũng nói về việc học, tức là nội dung cô đáp ứng yêu cầu đề. Thứ hai là cô sử dụng thành phần biệt lập, đó là thành phần tình thái, chắc. Rồi, như vậy các bạn lưu ý cho cô, ở đây các bạn phải nêu là thành phần tình thái. Mình không nêu thành phần biệt lập. Nếu mình nêu thành phần biệt lập là mình nói chung, chưa gọi tên nó là thành phần gì thì sẽ không đạt yêu cầu. Như vậy ở phần đặt câu á, các bạn chú ý cho cô ba lưu ý sau đây mà thường chúng ta hay sai sót. Lưu ý thứ nhất, câu mà bạn đặt nội dung phải đúng với yêu cầu đề cho thì các bạn mới đạt yêu cầu. Thứ hai, khi đặt câu các bạn thường hay quên cái này nè, đó là dấu chấm câu. Cuối câu phải thể hiện cái dấu chấm, câu hỏi thì dấu chấm hỏi. Thứ ba, sau khi đặt câu xong, bạn phải chỉ ra tên nó là thành phần gì, từ ngữ nào, có thể gạch chân hoặc là hai chấm ghi ra từ ngữ. Rồi như vậy, ở nội dung thứ nhất, ôn tập về thành phần câu. Các bạn nhớ hai nội dung vừa rồi cho cô về khởi ngữ và các thành phần biệt lập. Cô sang nội dung tiếp theo nha các em. Nội dung lớn thứ hai đó là liên kết câu và liên kết đoạn văn. Phần kiến thức này vô cùng quan trọng vì sẽ giúp cho các bạn tạo lập văn bản, viết một đoạn văn hay viết một bài văn, một văn bản hoàn chỉnh. Thì khi nói đến tính liên kết câu, các bạn nhớ cho cô hai mặt của tính liên kết, đó là về nội dung và về hình thức. Về nội dung thì có liên kết chủ đề và liên kết logic. Liên kết chủ đề, các câu phải phục vụ chủ đề của đoạn và các đoạn phải phục vụ chủ đề của văn bản. Tức là trong một đoạn văn thì chủ đề của các câu phải hướng đến là cùng một chủ đề. Trong một văn bản, các đoạn văn phải hướng tới chủ đề chung của văn bản. Thì như vậy mới có tính liên kết về chủ đề. Về nội dung, liên kết thứ hai là liên kết logic. Ở phần này, các bạn chú ý cho cô, các câu trong đoạn, các đoạn trong văn bản phải được sắp xếp theo một trình tự hợp lý. Và như vậy, nếu đáp ứng được những yêu cầu này, thì đoạn văn hay văn bản mới có tính liên kết về nội dung. Thứ hai là về hình thức. Về hình thức thì tính liên kết giữa các câu trong một đoạn văn hay liên kết giữa các đoạn văn trong một văn bản được thể hiện bằng bốn phép liên kết. Thứ nhất là phép lập từ ngữ. Thứ hai là phép thế. Thứ ba là phép nối. Và thứ tư là phép đồng nghĩa, trái nghĩa, liên tưởng. Các bạn lưu ý cho cô, bạn phải nắm vững khái niệm của từng phép liên kết. Bạn xem lại bài học của mình trong khung ghi nhớ đấy. Phép lập từ ngữ đó là câu sau lặp lại từ ngữ đã xuất hiện ở câu trước. Phép thế, câu sau sử dụng từ ngữ để thay thế cho từ ngữ đã sử dụng ở câu trước. Phép nối, câu sau sử dụng những quan hệ từ
hoặc là những từ để nối câu sau với câu trước. Phép đồng nghĩa thì câu sau sử dụng từ ngữ đồng nghĩa với từ ở những câu trước. Trái nghĩa thì từ ngữ ở câu sau trái nghĩa với từ ngữ đã sử dụng ở những câu trước. Còn phép liên tưởng là ở câu sau sử dụng những từ ngữ cùng trường từ vựng với những từ ngữ đã xuất hiện ở các câu trước. Như vậy, về liên kết câu, liên kết đoạn văn, các bạn lưu ý nắm vững cho cô về kiến thức lý thuyết và chúng ta vận dụng để có thể làm bài luyện tập. Dạng bài luyện tập thứ nhất, đó là chúng ta nhận biết được phép liên kết trong một đoạn văn, trong một văn bản. Các bạn chú ý cho cô bài tập. Đó là bài tập 1, trang 110. Hãy cho biết mỗi từ ngữ in đậm trong các đoạn trích dưới đây thể hiện phép liên kết nào. Ở đây cô có 3 đoạn văn. Các bạn chú ý cho cô từ in đậm nha. Trong câu A, từ nhưng rồi, và. Trong câu B, từ cô bé, nó. Trong đoạn C, từ thế. Các em vẫn mình vừa ôn tập, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra từ nhưng rồi và từ và là phép gì các bạn? Phép nối đúng không? Bởi vì sử dụng những cái quan hệ từ để nối câu sau với câu trước. À, các bạn chú ý cho cô cách trình bày nha các em. Chú ý cái kỹ năng làm bài nè. Khi mà chúng ta phát hiện, nhận biết phép liên kết thì cách làm mình có thể ghi là gọi tên nè, phép nối, rồi chỉ ra từ ngữ nào dùng để nối, minh chứng ra. Phép nối, từ nhưng rồi, và. Tương tự như vậy, ở đoạn B, các bạn thấy là câu 2 có từ cô bé, lặp lại từ cô bé đã xuất hiện ở câu 1 trong đoạn. Như vậy đây là phép lặp. Mình ghi phép lặp từ cô bé. Hoặc là câu 3, từ in đậm từ nó, thay cho từ ngữ nào ở câu trước các em? Từ cô bé đúng không? Và như vậy chúng ta có thể kết luận đây là phép thế. Từ nó thay thế cho từ cô bé ở câu trước. Cách làm như thế này, nhớ cho cô kỹ năng làm bài nha. Câu C, từ thế là thay cho cả cái câu phía trước. Bây giờ cao sang rồi, đâu để ý đến chúng tôi nữa đấy. Như vậy đó là phép thế, đúng không em? Như vậy thì ở phần này á, các bạn lưu ý cho cô. Thường thì chúng ta hay mắc lỗi, hay sai sót, hay mất điểm ở chỗ là kỹ năng làm bài. Một là mình không gọi tên phép liên kết lên là phép gì, mà chỉ nói là phép liên kết thôi, đúng không? Cái thứ hai là gọi tên phép liên kết rồi, nhưng mà lại quên trích từ ngữ minh chứng ra, đúng không các bạn? Và như vậy chúng ta sẽ mất điểm nha các em. Nên chú ý kỹ năng làm bài. Rồi, tổng kết lại các cái từ ngữ sử dụng trong cái bài tập vừa rồi qua cái bảng tổng kết. Các bạn nhìn cho mình dễ nhớ bài học. Rồi, cô có cái bài tập thứ 3. Thực ra cái bài tập thứ 3 này á, thì sau cái buổi học, sau bài học hôm nay thì các bạn hãy luyện tập cho cô. Viết một đoạn văn ngắn 3 đến 5 câu giới thiệu về một bài thơ em đã học và phân tích tính liên kết giữa các câu trong đoạn văn. Vì sao mà cô yêu cầu các bạn làm cái bài tập này? Là bởi vì khi mà chúng ta học về các phép liên kết, học về liên kết câu, liên kết đoạn á, thì mục đích của mình là để chúng ta tạo lập văn bản. Và khi các em tạo lập văn bản một đoạn văn hay một bài văn, thì các bạn chú ý cho cô là phải thể hiện ở hai mặt liên kết. Đó là cả nội dung và hình thức. Nội dung thì chú ý là có liên kết chủ đề, liên kết logic. Các câu ở trong đoạn đã hướng tới một chủ đề chưa?
Các đoạn trong văn bản đã cùng hướng tới một chủ đề chung của văn bản chưa? Hay là đã được sắp xếp theo một trình tự hợp lý hay chưa? Đó. Rồi về hình thức thì thể hiện bằng những cái phép liên kết như thế nào? Và cái này các bạn về nhà luyện tập cho cô ha. Rồi, chúng ta cái nội dung cuối cùng đó là nghĩa tường minh và hàm ý. Thì phần này các bạn nắm lại, ôn lại cho cô về lý thuyết tường minh. Nghĩa tường minh là gì? Là cái phần thông báo mà được diễn đạt trực tiếp bằng từ ngữ trong câu. Còn hàm ý là phần thông báo tuy không diễn đạt trực tiếp bằng từ ngữ trong câu, nhưng chúng ta có thể suy ra từ những cái từ ngữ ấy. Và điều kiện sử dụng hàm ý là người nói, người viết phải có ý thức đưa hàm ý vào trong câu nói. Thứ hai, với người nghe hay người đọc thì phải có năng lực giải đoán được hàm ý. Thì khi nào mà có đủ những cái điều kiện như vậy thì cái hàm ý mới được thực hiện ha. Và chúng ta có hai cái bài tập trong sách giáo khoa đó các em. Trang 111 ấy. Một là các bạn đọc cái chuyện cười và cho biết cái người ăn xin muốn nói điều gì với người nhà giàu qua câu nói được in đậm ở cuối truyện. Ở dưới ấy, các nhà giàu chiếm hết cả chỗ rồi. Ở bài tập 2, thì bạn tìm hàm ý của các câu in đậm. Đó là tớ thấy họ ăn mặc đẹp, với lại tớ báo cho chi rồi. Và bạn cho biết trong mỗi trường hợp, thì hàm ý đã được tạo ra bằng cách cố ý vi phạm phương châm hội thoại nào. Các bạn lưu ý thì ở đây, bạn có sách giáo khoa, cho nên cô không có trích lại nguyên đề, mà các em đọc lại cái bài tập trong sách giáo khoa. Sau đó, chúng ta xác định hàm ý cho cô. Ở cái bài tập này, cô ghi lại ở cái bảng tổng kết để các bạn dễ theo dõi. Câu mang hàm ý, ở dưới ấy, các nhà giàu chiếm hết cả chỗ rồi. Thì cái câu này hàm ý có nghĩa là cái người ăn xin muốn nói với người nhà giàu là ở dưới ấy, tức là ở dưới địa ngục, người nhà giàu chiếm hết chỗ rồi, có nghĩa là địa ngục là cái chỗ dành cho người nhà giàu. Như vậy đây là hàm ý đây các em. Hay là khi ở cái bài tập 2, khi hỏi là thấy cái đội bóng chơi thế nào mà người trả lời là tớ thấy họ ăn mặc đẹp, thì hàm ý có nghĩa là họ ăn mặc đẹp thôi, chứ chơi bóng không hay, đúng không các em? Và như vậy thì các bạn trả lời cái ý thứ hai cho cô luôn, đó là ở đây là vi phạm cái phương châm quan hệ. Bởi vì hỏi chơi thế nào nhưng mà không trả lời là chơi bóng thế nào, mà lại trả lời là ăn mặc ra sao, đúng không? Thì đây là vi phạm phương châm quan hệ. Các bạn lưu ý, bài tập 2 á, cái yêu cầu có hai yêu cầu, câu hỏi có hai ý, cho nên mình trả lời đủ hai ý nha các em. Và câu B tương tự cũng vậy, tức là hỏi là đã báo cho các bạn chưa đấy, thì trả lời là tớ báo cho chi rồi, có nghĩa là chưa có báo cho Nam và Tuấn. Như vậy hàm ý là chưa báo cho Nam và Tuấn. Vậy thì có nghĩa là ở đây hỏi là đã báo cho các bạn đấy chưa, phải không? Và trả lời là đã báo cho Nam và Tuấn. Phải nói là tớ báo cho chi rồi, nhưng tớ chưa báo cho Nam và Tuấn thì mới đầy đủ, phải không? Tuy nhiên, mình nói như vậy thì người nghe vẫn hiểu được, vẫn biết được là chưa báo cho Nam và Tuấn, vẫn hiểu được hàm ý. Tuy nhiên câu trả lời như thế này thì vi phạm phương châm về lượng. Đúng không các em? Rồi, như vậy cô vừa giúp các bạn ôn tập lại kiến thức của tiếng Việt học kỳ 2 môn văn chính. Thì các bạn nhớ cho cô cái trọng tâm đó là các thành phần câu, thành phần khởi ngữ, các thành phần biệt lập, tức là những cái thành phần phụ trong câu. Và thứ hai là các bạn nắm vững cho cô về liên kết câu và đoạn văn nha các em. Và cô cảm ơn tất cả các bạn chúng ta đã chú ý trong theo dõi tiết học của cô hôm nay. Cô chúc các bạn luôn mạnh khỏe và học tập tốt các bạn nhé.
Rồi cô xin chào các bạn.